lần đầu tiên xuất hiện với cảnh sắc trời hoàn toàn mới. Cần trục tháp xây dựng điều khiển từ xa với to, mô phỏng chính xác ngoại hình và các chức năng của cần trục tháp xây dựng ngoài đời thực. Độ cao ấn tượng lên đến 1,2 m, xoay vòng trái phải linh hoạt. Hệ thống rồng rọc chắc chắn giúp nâng hạ đồ vật dễ dàng. Chân trụ vững chắc, có thể tháo lắp các khớp để thay đổi độ cao tùy thích. Cùng khám phá món đồ chơi siêu độc lạ này ngay nha. Vector kiến tạo niềm vui.